Võ Lâm Chính Tông, phiên bản chuẩn công thành chiến, cân bằng môn phái. Khai mở máy chủ Phật Sơn, 19 giờ ngày 22 tháng 9. Quản lý Cerberus khẳng định Artemis Alpha Doggo, Việt Nam đủ sức hạ Đài Loan ở ASEAN. Sau khi kết quả bốc thăm và nhánh đấu bộ môn liên minh tại ASEAN được công bố, nhiều fan đã vẽ ra phần nào hành trình của tuyển Việt Nam. Theo đó, nếu không có gì bất ngờ, thì Lê Phi và các đồng đội sẽ có mặt ở bán kết để chạm trán với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Đây được xem là trận đấu quyết định khả năng giành huy chương của tuyển Việt Nam. Nếu chiến thắng thì sẽ ít nhất mang về huy chương bạc. Còn nếu thua thì khả năng tranh huy chương đồng khá thấp, bởi đối thủ sẽ là Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Tất nhiên, Đài Loan được xem là đối thủ vừa sức hơn, nhưng theo đánh giá chung thì họ vẫn nhỉnh hơn ta khi sở hữu nhiều tuyển thủ thi đấu LPL như Kasa, Fofo, Dogo và Sorat. Thế nhưng ngược với số đông, quản lý Cerberus Tuấn Khu mới đây đã có đánh giá khá bất ngờ. Anh cho rằng ở vai trò xạ thủ thì Artemis hoàn toàn có thể vượt qua Dogo. Vị quản lý này cho biết Artemis thường xuyên vượt trội hơn về chỉ số lính so với Dogo trong các trận đấu tập khi còn ở Cerberus. Là một người hoạt động lâu năm trong giới Liên minh Việt, nhận xét của quản lý Cerberus lập tức gây chú ý. Một số fan vẫn nghi ngờ về thành tích đấu tập nói trên, trong khi một số cảm thấy lạc quan hơn trước thềm giải đấu.